và các bạn đã có mặt trong buổi gala ngày hôm nay ạ. Và để trước khi được bắt đầu thì cho em xin phép được giới thiệu bạn MC đồng hành của con hôm nay, bạn Đoàn Ngân. Để mở đầu cho buổi gala ngày hôm nay có một tiết mục rất đặc biệt, đó là gì Minh Quang? Chắc chắn đó sẽ là tiết mục thơ tình của núi ra thầy Đức Ngọc và cô Thùy Linh trình bày. Mọi người có thể nổ một tràng pháo tay được không ạ?